Vâng, xin mời mọi người cùng nghe chất âm của dàn Ai Họa. Con chim sáo nhỏ hót vang sang trọng mọi người nhá. Đây và cũng rất là đẹp, rất là mới. Và thiết kế với hai loa và mỗi loa bao gồm 3 đường tiếng, có lò bát, màng nhựa gần vải mọi người nhá. Bát tầm 20, đấy, 18 20 rồi đấy. Hai lỗ thông hơi. Và loa thì đang đầy đủ lưới AC. Đó, hai lưới AC mọi người nhá. Đủ che hai bên. Đấy, hai cái. Vậy hình trước thì mọi người nhìn qua video của em nhá. Có thế nào thì máy ảnh nó thu được như vậy. Và tình trạng của máy thì bọn này đây mọi người nghe cho em hiện tại là 3 tính năng: điện thoại, TV máy tính, đĩa CD và đài radio. Đấy, điện thoại, TV máy tính thì mọi người bấm cho em nút AUX, cái chéo D in, bấm một cái thì màn hình sẽ hiện chữ AUX. AUX là chúng ta nghe bằng cổng 3.5 rồi nhá, 3.5 thông dụng. Còn bấm thêm một cái nữa là D in, tôi hiện chữ D in này này là dùng cho cổng Smart TV, cổng quang rồi nhá, hay còn gọi là giải mã DAC. Đấy, bấm một cái nó về là AUX thì là nghe cổng 3.5 thông dụng, chúng ta dùng cho cả máy tính và TV. Rồi tính năng thứ hai là đài radio, bấm cho em nút tuner. Đấy, tuner ngay bên trên nhá. Dò kênh thì bấm hai nút này, tới và lui. Đây, 1-3.5, kênh là kênh VOV2. Và ra tín hiệu. Thế nhưng mà ra tín hiệu xong phải tiếp tục quan sát. Khi an toàn thì anh mới được chuyển hướng. Thế thì như vậy, nếu như anh mà nhập làn trên đường cao tốc ấy, thì đương nhiên là khi mà trên cái đường nhánh để nhập làn ấy, là người lái xe sẽ gia tăng tốc độ để bắt kịp với tốc độ. Đó, trên đường đài rất là nét mọi người nhá, rất là nét. Rồi tiếp theo tính năng thứ ba nữa là đĩa CD này. CD là bấm sang cho em CD đây. Đó, ra đĩa bấm open close. Em hướng dẫn thế này, anh chị em nào cảm thấy không cần thiết cái phần hướng dẫn này thì next qua mọi người nhá. Đây, em hướng dẫn cho anh chị em nào có mua thì biết cách dùng luôn. Đây, open close này, bấm open close. Để chúng ta đỡ một chút nhá, đỡ một chút kéo lại cho nó nhanh nhá, vì dây cột loa không được 100% như mới đấy nhá. Đỡ hộ em một chút kéo lại như vậy cho nó hết cái khay. Mà này có 3 khay này. Đây, em cho vào đây là khay 1 nhá. Nó có đánh số mọi người. Đây, số đây này. Số 1, số 2 này. Đây, khay 1 này. Rồi, ấn vào. Đây, mọi người đợi một chút nhá. Để cho nó nhận đĩa nhá. Rồi, đây, 12 bài 57 phút 28 giây. Bấm nút play này mọi người nhá. Play. Nút tam giác này. Em giảm bớt phần bát đi nhá. Để tăng giảm bát. Có tăng giảm bát đấy nhá. Nghe đĩa em giảm bớt.
này nó next bài rồi nhá. Đây, next sang bài 2. Đây, 2 đây là next bài. Rất là mượt, rất là nét. Anh xem nào cắm tới thừa bát thì chúng ta giảm bớt bát chút. Đây, còn đỡ một chút nhá, đỡ một tí, kéo ra cho nó nhanh. Vừa nhanh mà nó vừa hết được cái khay. Rồi, đây là phần CD, bài chức năng, quay về máy tính. Rất là dễ thao tác. Em đo kích thước rồi nhá. Đây, bộ này có tổng chiều rộng là sấp xỉ 75, chiều cao là gần 34 và chiều sâu của nó là 33. Đấy là về phần kích thước. Em quay mặt sau mọi người nhá. Đây, mặt sau đây cùng vách bằng gỗ hết. Đây là mặt sau. Hệ thống máy rất là đẹp mọi người nhá. Đây dây loa cùng vách này, có vui thành sắc cạnh rất là đẹp. Dây loa, dây màu trắng là dương rồi nhá, và dây màu đen là âm. Số seri của máy là 027. Đây là cổng quang mọi người. Cổng quang có TV thông minh, Smart TV. Cái này là cổng 3.5 mọi người nhá. 3.5 ghi là AUX đây, AUX. Đó, để nghe điện thoại như máy tính. Cái này là cổng radio phát sóng, một đoạn dây điện là có sóng rồi. Đây mọi người cắm xem trắng sang đỏ và đen sang đen. Đấy, bên này nó cũng đẹp như vậy luôn. Cái này nó bong mất số seri nha mọi người nha. Cái dòng này chuyên khô keo, nó bong mất cái số seri nha. Còn cùng bách của máy này, có loa này thì như mới luôn. Quá đẹp. Rồi, cuối cùng là giá cả thì em để ở góc phải màn hình đây. Ai có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ với em. Zalo và số điện thoại của em ở trên bảng hiệu. Em Doanh Audio 0976592986. Vâng, và em cũng xin phép dừng video này tại đây ạ.